thưa quý vị cũng tiếp tục là những thông tin của các khán giả đã gửi về cho VTC9 đó là ở tại khu vực Nam Định à, trong những ngày qua thì cũng đã xuất hiện tình trạng là đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến môi trường đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như thế này. Theo những hình ảnh mà khán giả ghi lại trên cùng một cánh đồng, nhiều hộ cùng đốt vào lúc chiều tối khiến cho nhiệt độ tăng cao, khói bụi nhiều ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nguồn không khí. Thêm vào đó, khói mù còn làm hạn chế tầm nhìn của xe cộ, gây mất an toàn giao thông. Được biết trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có văn bản về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu ngăn chặn việc xả rác, đốt rơm rạ. Tỉnh đã yêu cầu các sở ban ngành các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền sâu rộng về những tác hại của việc đốt rơm rạ, rác thải không đúng quy định hướng dẫn và phổ biến cho bà con nông dân các giải pháp rơm rạ phù hợp với điều kiện địa phương nhưng tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn mà chưa được xử lý